đồng đại lễ Vê Sắc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, bày đoá sen vàng nâng góp tiền là điều kiện thiêng liêng đánh dấu thời khắc thể hiện đản sinh của đức tử Hồ Thích Ca Mâu Ni, được tái hiện trên không gian hồ Tam Trúc nơi được mệnh danh vịnh Hạ Long trên cằm, để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đồng thời cũng chính là lời cầu nguyện cát tường của ban tổ chức và toàn thể nhân dân Phật tử Việt Nam gửi tới chư tôn đức và bạn bè khắp Nam Châu. Giờ đây lời ý nghĩa thắp đến bảy đóa sen vàng trên hồ Tam Trúc, chúng con theo lời ban tổ chức trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tuyên đọc ý nghĩa bảy đóa sen hồng trên hồ Tam Trúc. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Kính Minh, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo nhà nước chính quyền, kính thưa quý vị đại biểu quốc tế cùng toàn thể Phật tử các giới, kính thưa liệt quý vị. Đức Phật ra đời vì hạnh phúc an lạc của số đông, nhưng lời dạy về từ bi và trí tuệ của Ngài là bức thông điệp vô giá về hạnh hòa bình và hạnh phúc chân thật. Mùa Phật đản lại về, đất trời nở hồi hoa đàm, nhân loài đón mừng khánh đản cùng với Phật giáo đồ khắp nơi trên thế giới. Mùa Phật đản năm nay, tăng ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan đón mừng đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 một lần nữa được tổ chức trên quê hương chúng ta. Tiếp nối những hoạt động mở đầu của tuần lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc, Hà Nam, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm Kỷ Hợi, ban tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc chính thức cử hành lễ thắp sáng bảy hoa sen trên hồ Tam Trúc, một biểu tượng thiêng liêng ghi dấu bảy bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn khi thể hiện giữa cuộc đời vì an lạc hạnh phúc của chư thiên và loài người. Kính thưa quý liệt vị, cách đây 2643 năm, vào một đêm trăng sáng tại kinh thành Cát Tỳ La Vệ của xứ Ấn Độ cổ xưa, trong giấc ngủ hoàng hậu Maya bỗng mơ thấy một con voi trắng sào ngà chui vào hông bên phải. Tỉnh giấc, hoàng hậu kể lại câu chuyện cho vua Tần Phạn nghe. Đức vua, hoàng hậu và quần thần rất đỗi vui mừng vì biết đó là một điềm lành khó gặp. Rồi sau đó hoàng hậu thụ thai tận thai, gần đến ngày sinh nở, theo tục lệ thuở bây giờ hoàng hậu lên đường đi về nhà cha mẹ để sinh con đầu lòng. Trên hành trình ấy, đi đến vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu và đoàn tùy tùng dừng chân nghỉ dưới tán những cây vô ưu đang nở hoa tuyệt đẹp. Hoàng hậu hòa sanh thái tử Tất Đạt Đa, trong khi đang với tay chạm vào những cành hoa vô ưu ngàn năm trổ hoa một lần, không như những hài nhi bình thường khác, thái tử Tất Đạt Đa khi vừa mới chào đời liền bước đi bảy bước, mỗi bước đi có một đóa sen nở nâng gót chân ngài. Dừng chân trên hoa sen thứ bảy, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, ngài nói rằng: trên trời dưới đất có người là cao quý hơn cả. Rồng phun nước tắm cho ngài, chư thiên rải hoa chúc tùng, người ca trong hân hoan. Hình ảnh Đức Phật sơ sinh bước đi bảy bước đầu tiên lúc thì hiện giữa đời này đã ăn sâu vào tâm thức của hàng triệu người Phật tử khắp nơi trên thế giới, đã đi vào nghệ thuật của nhân loại và trở thành biểu tượng tuyệt đẹp về sự cao quý tột bậc, mà mỗi tư tưởng, lời nói và hành động của ngài đều vì lợi ích của số đông, vì an lạc của số đông. Hôm nay mùa Phật đản Phật lịch 2563, bảy đóa sen vàng nâng gót
Bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật sơ sinh một lần nữa được tái hiện trong những điều nhạc hân hoan, trong hương trầm thơm ngát, trên hồ tám trúc huyền nhiệm, một bảo vật vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nam. Hồ tám trúc mùa Phật đản sẽ là nơi hồi tụ của biết bao tâm nguyện tốt đẹp dâng lên cúng dường Đức Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thưa quý được vị, đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc chính thức là dịp cả thế giới hướng lên Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài để mong chờ những giải pháp, những hành động thiết thực góp phần giải quyết những khủng hoảng trầm trọng đang diễn ra như nạn đói kém đang ngày càng ảnh hưởng trên diện rộng, những xung đột bạo lực cướp đi biết bao sinh mạng của con người mỗi năm, sự tàn phá môi trường sinh thái ngày càng khốc liệt đe dọa sự an nguy đến ngôi nhà chung tại đất mà chúng ta đang sinh sống. Mùa Phật đản năm nay, cùng với Phật giáo khắp nơi trên thế giới, toàn thể tăng ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc một lần nữa được tổ chức trên quê hương chúng ta. Trong giờ khắc thiêng liêng này, khi bảy đóa sen được thắp sáng trên hồ tam trúc, mỗi người con Phật chúng ta hãy cùng thành tâm nhiếp niệm hướng lên ánh sáng từ bi và trí tuệ của Ngài, để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện thiết thực có ích cho tự thân cộng đồng, hợp cùng tất cả dâng lên cúng dường Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh. Đó chính là ý nghĩa lễ thắp sáng bảy hoa sen trên hồ tam trúc hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý liệt vị, cầu chúc một mùa Phật đản vô lượng an lạc đến với tất cả. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Đương Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.